chức năng xe đất. Với thiết kế đặc biệt giúp máy có thể xới cả đất cứng và đất mềm rất hiệu quả. Đất sau khi được xới rất nhỏ, mịn, đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của cây trồng. Độ sâu sau khi xới đạt từ 20 đến 25 cm, năng suất đạt từ 800 đến 1000 m2 trên 1 giờ hoạt động. Tiêu hao nhiên liệu từ 0,6 đến 0,8 lít trên 1000 m2 khi xới đất. Chậm thôi anh ạ, không phải để nhanh đâu. Mình xe thì cứ nghe. Đấy, em cứ đi ra được. Nghe chưa? Ai vậy chưa?